Đây là toàn bò nhờ nhà anh ấy đẻ ra hết luôn á. Đây đây này, một này. Rất nhiều bò vây con nha, hai nha, ba nha, bốn nha, năm nha, sáu nha. Đấy, cứ chật chật này thôi nhưng mà ở đây mình thấy nuôi rất là nhiều. Năm ngoái là ba cái nuôi bò là bán giống hết đấy, toàn 24 25 triệu con đấy các bạn. Và năm nay thì nó rẻ hơn, nên vì vậy là anh ấy đóng lại nuôi bò thịt này. Cuối năm rất là xuất được nhiều hết. Cái này nếu mà anh muốn bán nhanh anh phải vỗ vỗ nhanh vào, vỗ mạnh thêm vào thì mới bán được cái dòng bò này. Các bác thân đang yêu vào chia sẻ bác là cứ chăn nuôi như thế này mà ai đam mê cứ thích vào sờ bò thôi, vào không nhìn thấy con bò là chỉ, là không chịu được đấy. Cái này chia sẻ bác là làm nếu mà có con giống này thì anh làm quản lý tốt thì nó sẽ ổn định. Thứ nhất là nếu mà giả sử anh nuôi con bò sinh sản này anh chủ động được con giống là một. Rồi tiếp theo là cái vấn đề là chi phí mọi thứ nó cũng rẻ hơn rất nhiều. Kể cả bác không có cám bác vẫn chăn bò tốt vào đúng không? Một vài tô phết nhỉ? Anh cho ăn cũng tốt đi. Wow. Này rất hăng nhá, đạp ngay, đá ngay. Em ác. Hello bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với HLT Channel. Hôm nay mình đang ở Hưng Yên, đang ở Ân Thi Hưng Yên các bạn. Đang vào một hỗ trợ một trại ở quy mô đâu đó rơi tầm hơn chục bò sinh sản cộng với nuôi lại bò thịt các bạn. Rất là tốt luôn đấy. Vừa vào tâm sự với anh rất chăm bò rất là tốt luôn đấy. Đây các bác này. Ở đây thì rất là nhiều nhãn. Lúc mua cho bác ít xem. Nhãn này cứ bảo là đắt. Bác bảo ở đây tao bán có 8 đến 10 nghìn cân thôi. Rẻ bẹo. 8 đến 10 nghìn cân thôi. Cái này không phải nhãn lồng đúng không ạ? Cái loại nhãn lồng mà nó cùi dày hơn, cái vỏ mỏng hơn, cộng thêm nó là cái hạt nó nhỏ hơn. Nhãn lồng hình như nó đắt hơn. Hưng Yên là mùa này mùa lại nhãn nhiều lắm. Mùa nhãn cực nhiều luôn. Này thì chưa chín. Cây này chưa chín. Cũng dày phết các bạn. Này anh trồng có bưởi hứa. Trồng có bưởi. Nuôi bò sinh sản này sẽ bác là nên làm cái khu vực mà thả ra để sau này nó được vận động, con bò sinh sản nó được vận động nó tốt đúng không ạ? Đó. Đây, mời bác vào trại tham quan mô hình trang trại nhà bác như thế nào. Đây là cái phi anh ấy để bã đậu. Để bã đậu với lại ủ cả cỏ ở đây nữa. Đó. Khu vực này thì ngoài đồng, ruộng. Đây là anh là còn bao nhiêu con bò sinh sản à? Bây giờ là 14 con. Đây là toàn bò nhà anh ấy đẻ ra hết các bạn. Đây đây này, một này. Rất nhiều bò vây con nha, hai nha, ba nha, bốn nha, năm nha, sáu nha. Đấy, cứ chật chật này thôi nhưng mà ở đây mình thấy nuôi rất là nhiều. Cái vùng Kim Động này, cái vùng Phú Cường, vùng thành phố nuôi bò nhiều lắm. Ở vùng Hưng Yên này bác này. Đấy, những con bò sinh sản của nhà bác đây. Nuôi chỉ đơn giản vậy thôi bác. Thì vừa rồi anh ấy chia sẻ là một năm anh chia sẻ bác là nhà anh có 14 con, đẻ được 11 con bò con các bác. Đó, và các bác có thể thấy là nhìn khung sườn anh chọn lựa con bò cũng khá là tốt đấy. Toàn 3 tạ rưỡi 4 tạ trở lên đấy. Thì mới phối 3B mới ok được bác. Con bò này cũng vừa đẻ chắc được rơi tầm khoảng hơn tháng. Hơn tháng. Một năm 14 con và đẻ được 11 con là cũng khá là ok chứ. Khá là ok. Anh ơi, khi đẻ ra thì cái tỷ lệ mà đực cái nó 50-50 không? Như năm ngoái mình được nhiều hơn. Nhiều hơn năm á? 70% là con đực. Ừ. Nếu như cái quá
con mà cứ tượng. để đẻ một được một cái À. theo dõi mình biết đấy, Ồ. thì mình sẽ thụ tinh phân ly. Đúng rồi, thụ tinh phân ly. Nó đắt một tí nhưng nó lại ra được. Ra ra nguyên con được thôi. Nhưng mà nhà mình đẻ được mấy cái thì má lừa thì không nhau. Vâng. Năm ngoái là bác ấy nuôi bò là bán giống hết đấy, toàn 24 25 triệu con đấy các bác. Và năm nay thì nó rẻ hơn, thế vì vậy là anh ấy đóng lại nuôi bò thịt này. Cuối năm rất là xuất được cũng nhiều phết. Cái này nếu mà anh muốn bán nhanh anh phải vỗ vỗ nhanh vào, vỗ mạnh thêm vào thì mới bán được cái dòng bò này. Vì từ giờ đến Tết thì đâu đó rơi tầm có 4 5 tháng nữa rồi. 5 tháng nữa là như cái dòng bò này anh phải đóng mạnh vào, nó phải tăng trọng rơi tầm khoảng ít nhất 40 cân, 35 40 cân một tháng thì lúc đó nó cuối năm anh mới bán được. Thế thôi. 5 tạ, 5 tạ rưỡi thôi. Bây giờ đương nuôi với chế độ mình được Dạ vâng. là chi phí hết 1 triệu thôi. Đây để bác là anh như vậy là từ lúc anh nuôi giờ là cũng ít cái trường hợp mà xảy ra cái vấn đề là đẻ khó lắm các bác, vì anh căn được cái dinh dưỡng cho con bò, vì vậy là nó đẻ nó cũng không to quá và cũng không nhỏ quá. Đó. Và chi phí một năm là hết 6 đến 7 triệu. 6 đến 7 triệu một năm anh nhỉ? Đấy là anh bảo là anh còn ít cỏ đấy, còn nếu mà giả sử nhiều cỏ thì giá bớt rồi còn rẻ hơn nữa. Rẻ hơn nữa các bạn. B này anh có cho uống cầu trùng rồi làm giun sán không? Anh cho uống đi. Bởi vì cái cầu trùng thì nó rất là đơn giản thôi anh. Anh lấy cái cầu trùng của lợn ấy, trong khoảng 30 35 ngày anh cho uống cho em. Để tránh hiện tượng đó là tiêu chảy phân trắng. Nó rất là tốt, nó không ảnh hưởng gì đến quá trình phát triển của con bò con đâu. Nó sẽ tốt hơn đó. Nó rẻ mà, cái loại đấy nó rất là rẻ mà. Vâng, cái cầu trùng của lợn đấy thôi. Anh cho uống đi. Làm một tháng thì anh làm giun sán cộng với lại cho uống cầu trùng luôn được. Nó sẽ rất là tốt. Tiêu chảy có thể là do thương hàn E. coli mọi thứ. Rồi nhiều lúc ra ngoài kia xong bắt đầu nhặt nhạnh cái cỏ lon các thứ cũng rất dễ bị tiêu chảy. Thế vì vậy là cứ một tháng bác làm giun sán lại cho mình một lần. Cộng thêm nó bây giờ là cho uống cầu trùng. Những con bò con đẻ rơi tầm khoảng tháng là bắt đầu các bác cho uống cầu trùng là ok. Cái loại tôn da Zuzin đấy các bác. Phòng cầu trùng như kiểu con lợn đấy bác. Cái này thì vào thì nó sẽ làm hiền con bò hơn, đỡ nghịch. Cái thứ hai là nó sẽ giúp cho đó là cái tốc độ ăn uống nó tốt hơn nhiều rồi. Tăng trọng nó cao hơn 25% so với lại không bán. Thế là bác cứ xem cô cân thử với anh. Em muốn là bây giờ trại phải cân thử cơ. Để xem nó là cái tốc độ sinh trưởng phát triển. Đấy đấy. Mỗi tháng đo lần. Con B này là vừa đẻ rồi anh. Nửa tháng mới đẻ được nửa tháng bước này. Vâng, con này hơi nhỏ. Nửa tháng rồi đấy, những cái loại này là đến vâng. Đến nửa tháng nữa là các bác có thể là tiêm ghẻ giận run này. Rồi các bác cho uống thêm đó là cái cầu trùng nữa. Thấy không? Các bác thấy đáng yêu không? Vào chia sẻ bác là cứ chăn nuôi như thế này mà ai đam mê cứ thích vào sờ bò thôi, vào không nhìn thấy con bò là không chịu được ấy. Cái này làm sao anh phải tính toán là tập ăn sớm anh ạ cho con bò. Mình ăn cá mình cũng sớm mình ăn cỏ. Cái con bê con này anh. Mình làm má nó hơi cao. Vâng, tập ăn sớm cho con bê. Tầm hơn 1 tháng đây ăn cỏ. Nhiều người ấy là tập ăn sớm cho con bê thì thứ nhất là nó đỡ hao hụt con mẹ này. Rồi thứ hai là cái vấn đề là nó sẽ làm cho con mẹ nó đỡ sút.
rồi tiếp theo là nó làm cho con bê con nó phát triển cái hệ tiêu hóa, rồi cái hệ đường ruột nó nhanh ấy, dạ cỏ nó phát triển nhanh nữa. Ngày nửa tháng là phải bắt đầu phải tập ăn cho con bê con rồi. Hiền đấy, bê 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 bê. Anh là làm cách đây là 3 năm rồi đấy nhỉ? 3 năm là bò làm bò sinh sản hả? Nuôi Lui bò lui lâu, lui lâu rồi hả? bỏ nghề quay lại. Bỏ nghề lại quay lại. Cái này chia sẻ bác là làm nếu mà có con giống này thì anh làm quản lý tốt ấy, thì nó sẽ ổn định. Thứ nhất là nếu mà giả sử anh nuôi con bò sinh sản này, anh chủ động được con giống là một. Rồi tiếp theo là cái vấn đề là chi phí mọi thứ nó cũng rẻ hơn rất nhiều. Kể cả bác không có cám, bác vẫn chăn bò tốt vào đúng không? Và mỗi tội là thời gian nuôi lâu anh nhỉ. Giả sử như để kéo lại vốn là cũng khá là lâu. Trừ khi nó là bắt con bò chửa rồi hoặc là bò cặp. Nhà thì lúc vào là toàn bắt bò cặp, À, vào toàn bắt bò cặp. ít không thì cũng phải là chữa. Vâng, thì nó nhanh, nhanh nhanh ăn hơn. Sau quá trình nuôi ấy thì nó toàn bộ hộ mình lúc mình vào ấy, mình ý định nuôi tập chục con, lúc Vâng. mình vào sau này mình để lại giữ lại một bê thì gối cận Vâng. gia đình nuôi bắt đầu nó hao tổn. Là tính ra là nếu mà hơn chục con này là cũng phải rơi tầm, nếu mà bò chửa phải 300 triệu nhỉ, chục con là phải 300 triệu, trên 300 triệu. Tâm phòng này. Vâng. Rồi phải trồng đủ cỏ nữa. Vâng. Rồi tiếp theo là làm chuồng trại nữa. Làm chuồng trại này thì mất nhiều tiền không à anh Hưng ơi? Tám mươi triệu bây giờ chắc là đắt hơn, bây giờ sắt thép mọi thứ đắt hơn. Không đến đấy à? À, làm theo kiểu khác là sẽ thông minh hơn, tốt hơn đúng không? À, mua vật liệu tốt quá. À, bây giờ là vâng đúng rồi, mình tự làm thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy, các bác có thể thấy là cái con giống đẹp, nó ra con cũng khá là đẹp, con khá là đẹp, mông vai tô phết nhỉ, anh cho ăn cũng tốt đi nữa. Này rất hàng nhá, đạp ngay đá ngay em ác nhảy ông. Vâng, xích vào. Này làm lại giun sán rồi hết rồi đúng không anh? Vâng, ok. Đây em bảo rồi, cái đối chuồng này lên làm một cái khu sân chơi ra bên ngoài để cho bọn bò bò này nó ra nó vận động nó sẽ tốt. Kể cả là mình không muốn làm thả rông, Ừ. nhưng mà mình muốn là làm ở đấy mình đổ sân đạp xong rồi mình mang ra mình buộc Nó buộc để đấy nó á. phơi nắng, cái thả rông của quanh nhau. Thả rông với nhau á. Đánh nhau. Một số trại kia cơ bản là anh ít thả, thế là nó sẽ gặp cái trường hợp là nó ghen Không, đánh nhau. cái đấy không tránh được đâu. Tại vì mình cũng thử một thời gian rồi. Đợt mình thử mấy em này, mình thả nằm sân bên kia kìa. Thả thử mấy em này, đợt mới vào 7 con choạng nhau ăn. Chẳng nhau lắm mà. Ông nếu mà là giả sử nuôi từ giai đoạn mình mới bắt về các thứ thì nó sẽ quen. Hầu như em đi vào rất là nhiều trại rồi thì nó quen hết rồi, nó cũng ít đánh nhau lắm, Bình không có thường hiện nhá, tượng đánh như nhau. bò của mình nếu bò cái nhá, cứ để mé này không sao, chuyển sang mé này cả chuồng loạn luôn. À, Chỉ cần chuyển sang nó mé này lạ là mà, nó lạ tinh mà, thần bò nơi khác về. nó lạ. Cứ một con bê này nhảy ra ngoài cái cả đàn kêu biết ngay. Cái này là một ngày là mất thời gian bao nhiêu lâu chăm sóc bò anh? Chắc tổng thiệt hại chắc tầm 4 đến 5
4 đến 5 tiếng. 4 đến 5 tiếng là để chăm sóc cả vừa xịt rửa vừa đi cắt cỏ gốc thứ về cho bò ăn. Đó. Thời gian thì ở đây là tổng chắc cũng hơn 20 con ha. Hai mấy con đấy. Mất 4 đến 5 tiếng một mình bác ạ. Có thêm người phụ thêm không? Có lúc vợ đi làm về thì cắt cỏ kéo phụ. Chắc là mình ai cắt bằng máy không cắt tay. À thế à. Cắt bằng máy mà bác vai này gì? Vâng. Cắt 15 phút là đủ ăn một bữa. Vâng thế thôi. Cắt cỏ voi nó nhanh mà. Cắt cỏ voi nhanh. Như hôm Hoàng mà để nhân viên cắt cỏ bằng tay ủ cỏ. À. Cái đó là bây giờ em cũng mua cái loại máy cắt mà cắt bằng tay rồi. Máy này nhưng mà phải cắt bằng lưỡi đĩa này nhá. Đừng cắt bằng lưỡi kia. À lưỡi đĩa này á? Mình cắt cái xong rồi mình dùng cái cào ba lăng này. Cái lưỡi đĩa này ở đâu bán hả anh? Nhiều chỗ bán mà. Cái này là 140.000. 130.000 một cái lưỡi này. Ờ. Anh có cây sơ cua nào bán cho em cái? Không, đấy, tí nữa tháo cho. Thôi, anh để đi cắt cỏ. Cái nhưng mà cái kia nó ở máy kia. Ờ. Cái này mình cứ có cái cào ba lăng này. Vâng. Một người cầm cào thì cả là cỏ đổ nhá. Dạ. Cỏ đổ không có để. Cào ba lăng là một người cầm cào. Dạ. Kéo. Ờ. Còn một người cắt. Một người cắt. Cắt đến đâu kéo đến đấy. Xong rồi nếu như nhà mình trồng luống này, lấy chân đá hát vào thành đống. À rồi rồi. Không phải thao tác thêm. Rồi, ok. Kể cả là có vườn này thế. Vâng, vâng. Hai vợ chồng mình đây nhé. À. Hôm nay em vừa rồi em mua này, mua lại ấy. Cái này mua cũ ấy có 1.8 triệu à. Cái này cái mới 8. Máy Nhật thì ấy, chứ máy tàu cũng được mà. Đó, cắt nhanh. Bây giờ... Hả? Máy này. Máy nào chẳng máy 2 thì? Không, máy tàu, máy 4 thì. À, máy tàu, máy 4 thì à? Nó có loại 2 thì, loại 4 thì. À. Cái loại 4 thì kia thì mạnh hơn đúng không? Không, nó nặng hơn. Nặng hả? Thì tương đương nặng. Sao nó phải không phải pha nhớt? Nặng. Thằng ấy thì nó không phải pha nhớt. À, loại này thì mình phải pha nhớt này. Pha nhớt vào. Máy xe có như này mình chế hết đi. À, tự chế đó. Thông minh nhờ. Ác ấy. Tự chế hết. Thế bác cũng có nghề cơ khí hả? Ông tập thể ở dưới hàng đâu. À, thế là ok rồi. Làm. Vâng thế thôi, mất mấy triệu. Cái này là 3 ký nhỉ? 3 ký. Quá tốt. Đây có cái quạt đẩy này. Đẩy phát từ đây vào hay phết này các bác này. Thực sự là cái quạt đẩy là nó cực kỳ là ngon lành luôn á. Nó đẩy không khí trong chuồng rất là tốt. Rồi ok bác, thôi mình kết thúc video đây. Cho bác tham quan mô hình chạy Hưng tí. Xin chào, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau nha. Xin chào.